Rồi, xin chào cả nhà. Quả thực là tôi cũng hơi tiếc cái là mình đến với DCI Ôi giời ơi. tôi năm nay cũng đã 60 rồi. Dạ. Đấy, cuộc đời của tôi thì cũng không có gì là hay ho gì cho lắm, nhưng thời gian còn trẻ tôi không có điều kiện để đi học. Cho đến bây giờ chỉ trong đầu óc tôi thì cái kiến thức học nó ít quá, và đến bây giờ thực sự rằng tiếp xúc với DCI này là một điều rất là quý giá. Cái tiêu đề tức là khai mở tâm thức, trí tuệ, tử tế, hạnh phúc. Đó là những điều mà tôi mơ ước từ rất lâu rồi để mình thực hiện được những gì, nhưng không biết làm thế nào cả. Quả thực là không biết làm thế nào cả. Kinh tế không có, học hành không đến nơi đến chốn. Thế nhưng đến vào đây thì rõ ràng như thầy Bình nói, không cần bằng cấp. Bằng cấp cũng là chỉ là một phần thôi. Thế chính là ý thức. Cái suy nghĩ của mình làm sao mở ra được trí tuệ, và cái trí tuệ này để phục vụ ai, và cũng như là thầy đã nói, cái duyên cái nhân nó sẽ đến cái quả, từ đó nó sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Và một điều tôi rất là mong muốn rằng tất cả những người Việt Nam mình ai cũng được học DCI, ai cũng biết đến lòng tử tế. Đó là một cái mong muốn duy nhất của tôi bây giờ. Nếu ai cũng biết được cái này thì cuộc sống mình đẹp đẽ biết bao. Thầy cũng như là tất cả mọi người của DCI đã đem đến đất nước Việt Nam mình những điều tuyệt vời để cho con người Việt Nam mình phát triển tốt đẹp nhất, làm giàu một cách chính đáng. Ngày xưa thì khi mà còn đi học từ từ cái lớp năm vỡ lòng ấy, trong chương trình có cái môn đạo đức, nhưng cái việc dạy của trường cái môn đạo đức nó không đến nơi đến chốn, không đến nơi, đúng là không đến nơi đến chốn. Và bây giờ hình như là cái bài đạo đức ở trong trường phổ thông là không có, cũng rất đáng tiếc nếu mà để như thế. Bởi vì là về thực hành thì đúng là bây giờ tôi mới học vào lần thứ hai của DCI, thì lần trước cũng học cái tâm thức thành công thì cũng chưa được ứng dụng được bao nhiêu, mà kết quả thì quả thật là cũng được chưa có được bao nhiêu, cũng có đôi lời cùng với lại mọi người cũng như là những cán bộ, những người tổ chức ra DCI này càng mở rộng cái lớp này để cho mọi người được học tập. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Wow, biết ơn tâm sự rất là chân thành của anh Tâm, đúng không ạ? Và cũng xin tâm sự với anh là chưa bao giờ là quá trễ cả. Chúng ta chỉ cần nhìn cô Kim Cương đi ạ, đúng không ạ? 74 tuổi đó, có nghĩa là anh còn 14 năm nữa. Tổng cộng thời gian thực hành đi xe của tôi mới có 10 năm thôi, cho nên là sẽ còn rất là nhiều. Và đặc biệt, đúng không ạ? Hãy quay trở lại, hãy tử tế với những người thân yêu của mình. Tử tế với vợ, tử tế với con, tử tế với cháu, tử tế với hàng xóm. Giúp được gì thì giúp. Dùng bốn bước gieo hạt. Và đặc biệt, mình có nguồn lực nào, mình chia sẻ nguồn lực đó, thì cuộc đời đã đẹp lắm rồi. Và cũng rất là ngưỡng mộ cái tinh thần, hoặc hay là đúng hơn là cái mong ước của anh Tâm là làm cái nào để lan tỏa cái này đến nhiều người hơn. Làm cái nào để chúng ta có thể đưa được những thứ này vào trong trường học. Đúng không ạ? Rất là biết ơn anh đã có những chia sẻ rất là chân thành, và mong anh hãy tiếp tục đồng hành cùng DCI, đúng không ạ? Tiếp tục làm một điều gì đó anh.